Chào tất cả mọi người nhé, hôm nay mình về một mẫu đồng hồ mẫu Orient Sun and Moon anh em nhé. Sun and Moon phiên bản số học trò mạ vàng rất là đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ mở cho anh em xem, mẫu này mình bán giá chưa đến 5 triệu anh em nhé. Sẽ mở luôn, anh em mua hàng thì liên hệ trực tiếp Facebook mình nhé, Facebook Trần Đình Hiệp Tokyo hoặc là qua Zalo cũng được. Zalo thì mình sẽ để phần mô tả cho anh em xem nhé. Đây đây là đồng hồ anh em nhé, mẫu này thì không còn hồ, chỉ còn đồng hồ thôi. Đây. Mẫu này thì có size mặt là 42mm anh em nhé, dial màu trắng, cọc số, đây cái cọc số này cọc số màu đen anh em nhé, cọc số số hộp tròn là màu đen, bộ kim thì được là màu xanh. Đây có chức năng lịch thứ ở góc 10 giờ này, lịch ngày ở góc 8 giờ này, lịch Sun and Moon ở góc 5 giờ anh em nhé. Mẫu này đặc biệt của nó dòng Sun and Moon này, chức năng trăng sao đây anh em nhé. Đấy góc 2 giờ thì có chữ logo Orient Star. Con này được mạ vàng vàng gold anh em ạ, chứ không phải là vàng hồng. Nói chung là tình trạng còn đẹp này anh em nhìn này, rất là bóng luôn. Đấy. Dây da mấy cả các thứ còn nguyên gì hết, nhìn cái dạ. Anh em nhìn dây là biết này, ít đeo còn mới. Đấy. Khóa của nó là khóa bướm anh em nhé. Khóa bướm có chữ logo Orient Star này, à có chữ logo Orient anh em nhé. Dây của nó là dây vân cá sấu này, dây vân cá sấu này. Trong này có chữ đều cái dây trong dây đều có chữ logo Orient hết. Đây. Mẫu này thì có đủ các chức năng, lên có tay dừng kim dây đủ hết. Nói chung là mẫu này là một cái mẫu khá là nhiều chức năng, full option anh em ạ. Đấy, tích cót 42 giờ theo nhà sản xuất anh em nhé. Hàng này con này là sản xuất nội địa Nhật Bản, Made in Japan này. Chống nước là 50m anh em nhé. Rửa tay đi mưa thoải mái luôn. Tình trạng đẹp long lanh. Anh em mà mua thì liên hệ trực tiếp với mình. Mẫu này mới, nếu mà hàng mới tinh xách tay là hơn 6 triệu, nhưng mà đây là hàng cũ rồi mình bán chưa đến 5 triệu anh em nhé. Anh em mua thì liên hệ trực tiếp với mình. Đấy, mình sẽ bảo hành máy 12 tháng cho anh em. Đấy anh em nhé. Tay 16 này, tay mình chưa đến 16 nên tay rất đẹp luôn. Nếu anh em mà tay 16 hay hơn 16 nên tay đều ok hết. Đẹp long lanh luôn anh em nhé. Anh em trẻ đeo họp bài công sở hay là đi chơi tán gái đều ok hết. Đấy. Chào anh em, cảm ơn anh em đã xem video của mình. Anh em xem thì nhớ ấn theo dõi anh em nhá. Chào anh em, cảm ơn anh em.